Huyền thoại xin chào cô chú chị, đến với tôi theo huyền thoại nha. Hiện tại thì có mấy cô với lại em gái lại em trai thì vô nhà dùng lo lại bây giờ để mua hàng nha cả nhà. Hiện tại bây giờ là cô chú này vô lựa hàng cả nhà, vì là bánh trái hay là bông hay là bất cứ gì cũng có cho nha cả nhà. Thì đang buổi chiều thì dùng lo cũng vừa mới xuống chia sẻ với cô chú anh chị đó ha. Thì đây là anh trai nhân viên cũng phụ kiềm lon thì cũng coi hai cô này mua gì cả nha. Đó thì cũng có lựa rất là nhiều hàng luôn cô chú anh chị. Buổi chiều hôm nay thì cũng có bốn cô mua và quý của chú chị ơi. Rồi đó chị em lon xuống cả nha. Đó thì thấy đông quá xuống để coi mấy cô này mua gì cả nha. Sáng nay mình chia sẻ cho cô chú anh chị các em biết ha. Mua chú anh chị có xem kênh của hội thì xem lại cái video đó của chị lo hát ở bên rồi xong rồi cả nhà. Mấy cô đẩy về hát môn đó là hát môn hát môn hát môn à, dù trời mưa nhưng mấy cô đứng đây bảo ngồi chị buồn lo thì thôi có lỡ quay trúng cái máy ảnh dính vô chỗ mà cái cuộn giấy trắng trắng của chú anh chị thì mong chú anh chị thông cảm nha, tại vì hồn giấy để lót cái chống dở bở của chú anh chị nên nó bị che màn hình nên không được thấy xuyên suốt này cả nhà. Đó thôi đang quay là cũng muốn né lắm nhưng mà nó cản ngay trung tâm luôn của chú anh chị. Cái gì đó, mỡ gì đó. Da heo. Da heo chiên giòn. Cái này thì nó có cách mỡ cái tỏi ngon lắm. Cái mới sắc ra là tách mỡ. Mới sắc ra. Đi chơi cô Buôn ơi. Buôn. Giờ đây con. Nó kêu nó trốn rồi kìa. Nó bị bệnh nha, đứng nha. Chạy không nha. Kêu nó chạy rồi. Kêu nó chạy hả? Vậy hả? Thì em trai này nhân viên của chị em lo là bình đạt thì cũng lấy ra thịt trái hay là da heo về cái nhà để cho hai cô này lựa rất là quý của chú anh chị họ lựa để mua hàng nha. Hồi nãy có một cô cho họ đạt hồi nãy có một cô chú nhắn tin cho Messenger cho chị em mà đạt hay chơi giàu mà không trả lời. Hình như có nhắn rồi không biết là nãy cô mới nhắn anh rồi kính chào là nhắn tin cho kênh YouTube đó. Vậy là anh cho em có số điện thoại mà không có cái nhắn tin thôi rồi anh nhắn lại thôi. YouTube là nhắn tin thôi chứ đâu có để số điện thoại cái hình số điện thoại có rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhiều quá luôn, phải đóng thùng với anh, hắn bán thùng đằng sau luôn được. Đúng không anh? Đúng rồi. Đây là nhân viên mà mọi người nói lên. Nhân viên là hóa cơ, hắn là làm hóa cơ. Một bán dễ thương. Chị nhỏ nhẹ, rất là vui. Chào hỏi rất là lễ phép. Nó phải kèm xuống luôn. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Rồi, diễn ra cho mấy chị ra đi cả nhà.
Buôn hàng rất là nhiều cô chú anh chị. Đó. Buôn hàng rất là nhiều luôn, bình lung cả nhà. Ở nhà mình đi xuống được một tiếng hồ không chị? Ủa nãy đi tí gì vậy? Đi chùa Vĩnh Nghiêm ghé luôn. À, chùa Vĩnh Nghiêm rồi. Đi không phải đi đi chùa Vĩnh Nghiêm ghé luôn á. Chùa Vĩnh Nghiêm ở gần em mà. Thoại cũng xin khép lại video cả nhà. Có tin thì Thoại sẽ quay lên cả nhà. Thì mấy anh trai là cô này mua hàng cũng tiền lon khủng luôn cả nhà, cũng rất là nhiều. Con bịch vàng cả nhà, như là giá heo và cơm trái lại đủ thứ cả nhà ha. Thoại cũng xin tạm dừng video, mong cô chú anh chị ủng hộ like đăng ký cả nhà. Có thông tin thì Thoại sẽ quay lên. Thì phía bên đây cũng có xin hơi đang chuẩn bị qua từ nhà chị em lon cô chú anh chị. Giờ hiện tại giờ trời cũng đang mưa ha cả nhà ha. Cảm ơn cô chú anh chị ha. Video tiếp theo.